Ở thời điểm hiện tại, gần như mọi sự chú ý ở khắp nơi trên thế giới đều được đổ dồn vào tình hình chiến sự tại Nga và Ukraine. Từ chính trị, văn hóa, kinh tế và thậm chí là cả giới thể thao cũng gần như bị cuốn vào cuộc chiến này. Rạng sáng ngày 1 tháng 3, FIFA đưa ra thông báo quyết định cấm bóng đá Nga tham dự mọi giải đấu quốc tế và châu lục. Thông báo được đăng tải trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới nêu rõ, FIFA và UEFA đã cùng đưa ra quyết định rằng tất cả các đội bóng Nga, bất kể đại diện cho quốc gia hay cấp câu lạc bộ, đều bị cấm tham dự các giải đấu do FIFA và UEFA tổ chức cho đến khi có thông báo tiếp theo. Động thái mà UEFA lẫn FIFA đưa ra nhằm bày tỏ sự đồng lòng và đoàn kết với tất cả những người đang chịu ảnh hưởng tại Ukraine, đồng thời hy vọng tình hình chiến sự sẽ có những tiến triển khả quan để bóng đá có thể tiếp tục là yếu tố mang lại sự đoàn kết và hòa bình. Bên cạnh đó, đây được cho là hành động nhằm trừng phạt việc Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt. Trước đó, ba liên đoàn bóng đá là Ba Lan, Thụy Điển và Cộng hòa Séc đã tuyên bố tẩy chay vòng bán kết playoff trận vé dự World Cup 2022 đã được lên lịch tổ chức tại Nga vào cuối tháng 3, bao gồm cả việc không chấp nhận thi đấu với đội tuyển Nga dù diễn ra ở bất cứ nơi nào. Các liên đoàn lớn như Anh, Mỹ, Hà Lan, Iceland, Cộng hòa Ireland, Scotland và Canada thẳng thừng tuyên bố không thi đấu với bất kỳ đội bóng nào của Nga. Đứng trước hành động của Nga với Ukraine, có không ít cầu thủ bóng đá đã lên tiếng mong rằng chiến tranh sẽ chấm dứt và thể hiện quan điểm ủng hộ Ukraine. Mạnh mẽ nhất trong số đó có lẽ là một người còn xa xứ, Oleksandr Zinchenko. Zinchenko hiện tại đang là người nắm băng thủ quân đội tuyển quốc gia Ukraine. Từ trước đến nay, Zinchenko luôn thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ với những phát biểu ủng hộ quê hương, cũng như thể hiện tình yêu nước nồng nàn. Và đặc biệt trong thời gian qua, có lẽ Zinchenko là cầu thủ lên tiếng phản đối mạnh mẽ nhất với những động thái can thiệp quân sự của Nga. Ngày 22 tháng 2, Zinchenko đã đăng tải một bức ảnh trên Instagram với thông điệp: "Cả thế giới văn minh đang lo lắng về tình hình đất nước của tôi. Tôi không thể ngó lơ và muốn truyền đạt ý kiến của mình. Ukraine, đất nước tôi, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi sẽ bảo vệ màu cờ sắc áo này mỗi khi thi đấu. Một đất nước mà chúng tôi luôn cố gắng tôn vinh và phát triển. Một quốc gia có biên giới bất khả xâm phạm. Đất nước tôi thuộc về người Ukraine và sẽ không ai có thể chiếm đoạt nó. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Ukraine muôn năm." Một việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Zinchenko chỉ đăng tải những lời động viên và khích lệ tinh thần dân tộc. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, cầu thủ người Ukraine đã đáp trả cuộc xâm lược của Nga vào quê hương Anh bằng một bài đăng trên mạng xã hội kèm hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin: "Tôi ước gì ông chết trong đau đớn, đồ cầm thú." Dù vậy, bài đăng này đã bị gỡ xuống và Zinchenko khẳng định phía Instagram đã làm việc này như một động thái kiểm duyệt. Đích thân Zinchenko cho biết Instagram đã xóa bài đăng của anh. Chính vì lẽ đó mà cầu thủ này vô cùng bức xúc vì không được bày tỏ sự phẫn nộ và ý kiến cá nhân của mình trong lúc đất nước đang đứng lên chống lại Nga. Sau khi FIFA và UEFA đưa ra những quyết định nhằm trừng phạt Nga và các câu lạc bộ của Nga vì sức ép lớn từ nhiều quốc gia châu Âu, tuy nhiên chỉ như vậy vẫn chưa khiến cho Zinchenko hài lòng. Vừa mới đây, thủ quân đội tuyển Ukraine thậm chí còn cho rằng lệnh cấm không nên chỉ áp dụng với bóng đá mà còn dành cho tất cả các môn thể thao khác. Trên Instagram, hậu vệ của Man City viết: "Hãy đuổi Nga ra tất cả các tổ chức thể thao quốc tế, cấm tất cả các vận động viên Nga tham dự bất kỳ giải đấu quốc tế nào, cấm luôn cả bán bản quyền, phát sóng các giải đấu thể thao quốc tế cho truyền thông Nga, cấm các công ty Nga làm tài trợ cho các giải đấu, các câu lạc bộ quốc tế, ủng hộ Ukraine, chia sẻ những thông tin chân thực về hành động của các quốc gia xâm lược." Với những tuyên bố gây tranh cãi này, Oleksandr Zinchenko đã tắt trạng thái bình luận trên bài đăng của mình. Trong khi đó, Pep Guardiola cũng bày tỏ sự ủng hộ về mặt tinh thần lớn lao dành cho Zinchenko. "Cậu ấy đang rất lo lắng. Lúc này, câu lạc bộ đang dành sự quan tâm cho Zinchenko. Chúng tôi luôn ở bên cậu ấy. Hãy tưởng tượng, nếu như nước Anh bị tấn công, các bạn sẽ cảm thấy như thế nào?" Đó là cảm giác của Zinchenko vào lúc này. Tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới đều mong muốn được sống hòa bình trong ngôi nhà của mình, với thức ăn ngon trên bàn và những người thân yêu thương. Ở trận đấu Manchester City gặp Everton tại vòng 27 Premier League, Zinchenko đã ra sân với một chiếc áo in hình quốc kỳ Ukraine cùng với thông điệp "No War". Và ở cuộc đối đầu mới nhất tại FA Cup gặp Peterborough, Zinchenko đã được Fernandinho nhường băng thủ quân để thể hiện sự ủng hộ cho cầu thủ này. Dẫu biết rằng phản ứng của Zinchenko là một phản ứng rất bình thường với một công dân Ukraine đang phải chứng kiến những thảm cảnh mà quê hương đang phải gánh chịu, thế nhưng bên cạnh việc được nhiều người đồng cảm thì quan điểm của Zinchenko vẫn gây ra nhiều sự tranh cãi. Nhiều người cho rằng đã có không ít các ngôi sao thể thao Nga đã công khai chống đối chiến dịch quân sự. Phản ứng trước những gì Zinchenko viết, cựu giáo thủ Stan Collymore trên Twitter đáp: "Chúng ta đã không đuổi người Mỹ ra khỏi Anh quốc khi Mỹ xâm lược Iraq, vậy thì tại sao
người Nga lại bị từ chối quyền được làm việc hợp pháp chỉ bởi vì nơi họ sinh ra. Chưa xét đến khía cạnh chính trị trong việc Nga thực hiện can thiệp quân sự vào lãnh thổ Ukraine, vấn đề chính trị từ lâu đã không nên xuất hiện và được quy chụp vào bất kỳ môn thể thao nào. Lâu nay, tôn chỉ của FIFA và UEFA là bóng đá phi chính trị. Hai tổ chức này quyết không để cho chính trị can thiệp sâu vào trong thể thao. Hãy lấy đơn cử như việc UEFA luôn đưa ra yêu cầu cấm các cầu thủ Barcelona mang cờ Catalonia vào sân mỗi khi Barca thi đấu. Và bất kỳ khi nào các quốc gia vi phạm, UEFA luôn đưa ra những án phạt. Bóng đá luôn được mệnh danh là môn thể thao vua, và sức ảnh hưởng cũng như tầm vóc to lớn mà môn thể thao này mang đến là rất cao. Nó sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến tính công bằng của bóng đá. Và FIFA cũng như UEFA đã nhiều lần tuyên truyền tôn chỉ của họ là phải là bóng đá minh bạch, công bằng và không dính dáng đến màu sắc chính trị. Nhưng rồi, những quyết định mới đây của FIFA và UEFA trong việc cấm Nga đã cho thấy họ tự bắn vào chân mình. Quay lại quan điểm của Zinchenko về việc trừng phạt tất cả các vận động viên thể thao người Nga. Nếu đứng trên khía cạnh là một người dân Ukraine, cầu thủ này hoàn toàn đúng khi bày tỏ ý kiến như vậy. Nhưng Zinchenko đang cho thấy mình hơi đi quá so với sự phản đối thông thường về phía nước Nga nói chung và thể thao Nga nói riêng. Những quyết định đến từ Nga xuất phát từ bộ máy chính trị của nước này, cụ thể ở đây là Tổng thống Putin cùng các cộng sự của ông. Chứ đó không phải là một cuộc trưng cầu dân ý đến từ chính phủ với nhân dân Nga, đặc biệt là với những vận động viên thể thao Nga. Họ không hề có lỗi gì trong chuyện này. Việc can thiệp quân sự vào Ukraine không phải là quyết định của họ, và họ cũng không đáng phải nhận những sự trừng phạt nặng nề nhất vào sự nghiệp của mình. Hãy tưởng tượng, bạn là một vận động viên thể thao Nga với thu nhập ở mức trung bình, thay vì là một cầu thủ nổi tiếng và kiếm được rất nhiều tiền. Những thành tích thi đấu thể thao của bạn chính là nguồn thu nhập chính cho cả gia đình. Một ngày nọ, bạn bị cấm thi đấu hoàn toàn tại những đấu trường quốc tế như Olympic và buộc phải đi đến quyết định giãn nghề sự nghiệp dù còn đang trong độ tuổi hoàn toàn cống hiến cho thể thao. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Đó sẽ là một cú đánh cực mạnh vào sự nghiệp, vào tài chính của bản thân cũng như gia đình. Và xa hơn nữa, nó có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp, cuộc sống của hàng chục ngàn vận động viên thể thao của quốc gia này. Thể thao đơn thuần được xuất phát từ mục tiêu rèn luyện sức khỏe, gắn kết tất cả mọi người và nâng cao nhận thức cộng đồng. Không vì thế mà nó bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những vấn đề liên quan đến chính trị. Vì đằng sau mỗi quyết định đó sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến hàng trăm, hàng ngàn đời sống của các gia đình có người thân đang theo đuổi nghiệp thể thao. Với quan điểm của Zinchenko về những công ty Nga đang tài trợ cho các giải đấu cũng như các câu lạc bộ, họ cũng hoàn toàn vô tội trong chuyện này. Chỉ cần một bản hợp đồng bị hủy, hàng trăm nhân viên qua ngày hôm sau có thể rơi vào cảnh thất nghiệp và công ty đó có thể tuột dốc không phanh trên sàn giao dịch chứng khoán, để rồi rơi vào cảnh phá sản. Đáp trả lại quyết định của FIFA và UEFA về những động thái trừng phạt ở khía cạnh thể thao, phía Nga nêu quan điểm. Liên đoàn bóng đá Nga không đồng ý với quyết định của FIFA và UEFA về việc cấm tất cả các đội tuyển Nga tham dự những trận đấu quốc tế. Chúng tôi cho rằng quyết định này đi trái với chuẩn mực và nguyên tắc thi đấu quốc tế cũng như tinh thần thể thao. Nó có tính chất phân biệt, đối xử rõ ràng và ảnh hưởng đến số lượng vận động viên, huấn luyện viên và nhân viên của các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia cũng như hàng triệu người hâm mộ Nga trong nước và nước ngoài. Những hành động như vậy đang chia rẽ cộng đồng thể thao thế giới vốn luôn tuân thủ các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và độc lập khỏi chính trị. Cùng với đó, câu lạc bộ Spartak Moscow đã thể hiện sự thất vọng của họ trước quyết định bị loại khỏi Europa League. Đội bóng này cho rằng không nên để chính trị dính vào thể thao. Quyết định của UEFA và FIFA khiến chúng tôi cảm thấy rất buồn. Những nỗ lực mà đội bóng đã thể hiện tại Europa League đã bị hủy bỏ vì những lý do không liên quan gì đến thể thao. Spartak có hàng triệu người hâm mộ không chỉ ở Nga mà còn trên khắp thế giới. Thành công và thất bại của chúng tôi mang mọi người từ hàng chục quốc gia khác đến với nhau. Trong những thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi tin rằng thể thao nên hướng đến mục tiêu xây dựng những cây cầu nối đến hòa bình, chứ không phải cố gắng hủy hoại tất cả. Chúng tôi buộc phải tuân theo một quyết định mà chúng tôi không đồng ý. Hiện tại, đội bóng sẽ tập trung vào giải đấu trong nước và mong muốn thế giới đạt được mục tiêu hòa bình. Với cá nhân Zinchenko, anh có thể đưa ra quan điểm của bản thân để bảo vệ cho quê hương. Nhưng việc cầu thủ này kêu gọi cấm hoàn toàn các vận động viên thể thao Nga ở tất cả các giải đấu quốc tế trong tương lai là một hành động cho thấy sự nóng vội và có phần thiếu suy nghĩ. Nếu như Nga sai, thì những người đứng đầu chính trị Nga mới là những người có lỗi. Còn người dân và những vận động viên thể thao của Nga thì họ mắc lỗi gì? Năm 1999, khi NATO ném bom xâm lược Nam Tư, hậu vệ Mihailovic là người Nam Tư khi đó đang khoác áo Lazio cũng đã mặc chiếc áo với dòng chữ NATO xin dừng ném bom. Và kết quả, Mihailovic đã bị FIFA ra án phạt về hành vi của mình với lý do không được gắn với chính trị. Trong khi ở thời điểm hiện tại,
những công dân Nga vô tội bị lên án chỉ vì họ là người dân của nước Nga. Trong trường hợp Zinchenko thật sự muốn bảo vệ Ukraine, hãy đứng lên, quay về đất nước và cầm súng như những người lính để chiến đấu đồng hành cùng quê hương, thay vì ngồi nhà nêu ra những quan điểm bức xúc của mình trên mạng xã hội. Và nó đi quá xa, nó xét đơn thuần trừ khi cạnh thể thao.